Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Trần Ngọc Nam đã donate ủng hộ cho kênh. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Phạm Tuấn Minh đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Rất là sorry các anh em mấy ngày không ra clip rồi. Đợt này bận quá anh em ạ. Ok, lấy đồ này. Ra con Flame với tôi lấy đồ bắn trưởng đã. Có gì mà thay đổi các cái con tướng co thì chúng ta sẽ thay sau anh em nhé. Mà trận này ấy, nhìn cái bảng chiến thuyết thì có vẻ như là chúng ta chơi gót ghiểm các thứ ngon đấy. Ở đây tôi có hai cặp đấy nhá. Hai cặp này mà lên được 2 sao, thậm chí là 3 cặp. Unicorn cũng tính là một cặp luôn. Cái đống này mà lên 2 sao và đánh chuỗi thắng luôn. Mà đánh chuỗi thắng mà chơi được mết thì cũng rất là ngon. Trận này mèo miếc các thứ được á. Rồi, một cặp lên được 2 sao này. Rao này có lên up cấp không nhỉ? Up luôn. Không có cái gì mà phải ngán cả. Tôi nghĩ là cái màu mà nó đánh được chuỗi thắng nó cũng ok đấy. Nhìn trông cái bài như này ra, có thể, rất có thể đánh được chuỗi thắng. Mặc dù chưa có Celesi ở đâu nhưng mà bây giờ chỉ cần nổ ra một con, ví dụ tôi lấy ví dụ như là con Dominator thôi là xong, là ok luôn này. Xong rồi là Flame lên được 2 sao nữa thì ok luôn. Chưa cần phải là mết miệng cả. Round này là up cấp là thắng được rồi. Ok. Tuần này là tôi định là có ý định là sẽ chơi một series là tri ân cái bộ God of Lock ấy. Ơi ôi. Vừa mới nhắc đến ấy. Mẹ đùa thề. Trận này có khi tri ân thôi anh em ạ. Tuần này nói chung là bận quá. Thế này mà nếu mà không tri ân được mà xong rồi update xong là không phải không được chơi luôn ấy. Đấy, tôi nói thật với anh em là tuần này rất là bận luôn. Nha anh em nhỉ. Thôi nhá, không chơi mết nữa. Mặc dù trận này là có mấy con mết Saman khỏe phết đấy, nhưng mà thôi. Chả nhẽ lại hôm trước chơi kiểu đang có ý định chơi Warlock ấy. Hôm trước cũng thế. Đúng không? Hôm trước là ra cái con tôi pick Warlock ngay từ đầu mà, xong rồi nó ra cái con gì nhỉ? Con Shadow Evil ấy, thế là lên được 2 sao đấy thì chơi Warlock, nhưng mà cuối cùng lại phải chuyển sang cái bộ Saman khi mà không ra là con Warlock nào. Trận này ra cái con này có vẻ là chúng ta chơi Warlock được. Đấy, được không? Được đấy. Được đấy, được đấy. Được đấy anh em ạ. À. Ok. Đấy. Rồng này cũng muốn mua. Rao này thắng nổi không nhỉ? Cái này đang hơi phân vân. Nói chung là còn phân vân nhiều thứ anh em ạ. À. Thực ra chắc là chơi rồng thì cũng được. Mà thôi, chắc là có hai con thì khả năng là sẽ là chơi Warlock thôi anh em ạ. Ra hai con ác mộng rồi. Ôi mà round này vớ vẩn thua rồi này. Thắng rồi không? Thắng thì xin được cái công nghệ mech á. Ờ. Được không? Nó có 4 con. Ui hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Từ từ nhá, từ từ nhá. Con zipper của tôi nó đang rất trâu ở trên này. Chưa chắc đã thua. Ờ được, 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 được anh em ạ. Được, được, được. Nhìn là biết là được rồi. Cái con berserker không quay đầu lại là ăn rồi. Ok. Trận này tôi nghĩ tôi chơi Warlock thôi anh em ạ, không chơi rồng nữa. Chơi Warlock à? À, Rone. Đấy. Có cặp vào thế nào nó sẽ lên được 2 sao, nổ 2 sao ngay.
Và round này là phải up cấp lên anh em ạ. Round này mà có 2 sao mà để ở ngoài thì phí lắm. Thôi bán đi, up cấp lên nhá. Quyết tâm là từ bây giờ đến lúc update là phải ít nhất là 3 trận Warlock chiến. Hy vọng là sẽ có thể là làm được, có thời gian để làm. Ủa mẹ ơi, vai đài á, thằng này to đấy. 3 con 2 sao, súng 2 luôn. Thua à? Khỏe quá. Ơ mà chưa chắc nhá. Châu lại nhìn thấy lại có vẻ như là lại thắng. Đúng thật. Đúng thật luôn. Rồi bây giờ làm kiểu gì mà nó đấm chết được cái con ác mộng của tôi. Ok, lại thắng. Nhìn bài của nó mạnh thế mà rồi cuối cùng vẫn thắng. Hơi ảo. Ác mộng nó chưa lên được 2 sao nhỉ. Nhưng mà đây này, Warlock rồi này. Bán bố con này đi thôi anh em ạ. Chơi là xác định là chuyển sang God Warlock sớm. Trận này chơi God Warlock thì truyền thuyết cũng khá là ngon đấy. Truyền thuyết được. Trận này có con Khan rồi có cả rớt nữa. Rất là ok. Rồi gặp thằng này thì chắc là thua. Nào này mà thắng nữa thì thôi chắc chắn là tôi lắm được chân mệnh thiên tử ở trận này rồi anh em ạ. À, tôi nghĩ là không thắng đâu. Khó. Ơ kìa. Ơ được không? Ơ anh em ơi. Chồng. Giống nhỉ? Giống là ăn lắm. Chắc là thế rồi. Chắc là thế rồi. Ui rồi cắt được chuỗi luôn ạ. Thế. Thế thì đúng là chân mệnh thiên tử rồi anh em ạ. Thật luôn. Thôi. Bắt đầu là chiến được rồi đấy. God đâu, ra đi. Vừa nãy tôi không mua con God ở War, đúng sai lầm. Giờ mà ra cái bộ God nhỉ. God kết hợp với 4 Warlock đánh ở level 7 đủ rồi. Sắp tới update thì cái bộ God tôi nghĩ là nó sẽ lên 5 God. 5 God à? À không, à, 6 God chứ nhỉ. Đúng không? Nó sẽ kích hoạt cái bộ 6 God bằng Wizard ấy. Đấy, thì tôi nghĩ là cái bộ God nó sẽ có thể tăng cường cái giảm cooldown ấy. Nó có thêm cái món đồ God thì cái bộ God Warlock rất có thể nó sẽ giảm tới 70% cái lượng hút máu. Thì cái bộ God nó sẽ được bắp thêm. Nhưng mà cái bộ Warlock nó giảm đi thì tôi cũng không biết là cái bộ Warlock liệu rằng là sau khi bắp God lên thì Warlock nó có được chơi không. Đấy, chưa biết. Ôi dồi ôi, chán thế. Đang đầm ra cái đồ, cái lùn ạ. Thề. Bây giờ đổi đồ thì đương nhiên là sẽ không đổi rồi. Nếu mà đổi thì sẽ phải hy sinh cái Blink. Hy sinh cái tinh thể mana thì thực ra là không nha anh em nhá. Không đổi đâu. Mặc dù là trong cái đồ xanh dương là có mấy cái món khá là ngon đấy. Hai Warlock vào này. Lên 7 kẹp thêm được cả God vào nữa. Hai God đánh ở level 7 à. Ui này kẹp Doom vào rồi ạ. Vãi đai thật. Thế, nhưng mà Doom vào cái con dưa so. Thế thì quỷ. Rồi nói chung là trận này nếu mà tôi lên được cái con ác mộng lên được 2 sao thì chắc chắn là chân mệnh thiên tử rồi anh em ạ. Bây giờ chỉ có đợi là có chuỗi thôi. Đây rồi. Hay quá. 4 God 4 Warlock. Hay là tham tiếp nhỉ? Có tham không? 4 God 4 Warlock đủ rồi đấy. Công nghệ mech bây giờ cái tầm này sợ hơi yếu ấy. Bọn này toàn 1 sao thôi anh em ạ. Được không? Ok chưa? Từ từ đã. Thế này đi. 2 God thôi. Thế này đi. Được chưa? 4 God tôi thấy hơi mỏng. Đấy, mà chẳng may bị ăn Doom cái thì lại ăn cứt luôn đấy. Rồi, từ từ bình tĩnh. Đấy, thấy chưa? May hên đấy. Được. Chơi God cái bị Doom cái là xong luôn.
Từ từ đã, bình tĩnh. Đây rồi. Vừa có công nghệ make roll nữa mà, đúng không? Đấy, ngon luôn. Sau ra 15 rồi chuyển nha anh em nhá. Cứ bình tĩnh, roll cho nó 2 sao cái đã. Cho nó dày người lên. Bây giờ mà bán mấy con Goblin đi thì nó là sai lầm ấy. Goblin nó khá là dày, máu nhiều này, nó có khả năng hồi máu, nó có bắp giáp nữa. Chứ cái bộ này nó khá là mỏng. Tầm này tôi không có đồ ấy, tôi bị chấp đồ mà. Tôi chấp món đồ xanh lá cây. Chấp món đồ xanh lá. Beat à, trận này có beat nhá. Trận này có beat thì Warlock là hơi sợ ở giữa game. Nhưng mà tôi xanh anh em ạ, trận này tôi xanh. Tôi cũng không sợ lắm. Tôi mà đổi được cái đồ tím hoặc là đồ cam ấy thì cái bộ này nó cũng không sợ beat lắm đâu anh em ạ. Nó chỉ sợ cái giai đoạn đầu khi mà chưa đổi đồ đó. Đấy rồi. Được chưa? Ra 14. Sau ra 15 mà chuyển sang. Sau ra 15 tôi có đủ tiền rồi lên 8 không nhỉ? Chưa đủ tiền lên 8. Vẫn đánh ở 7. Thế thì cũng chưa ok lắm nhỉ. Đánh ở 7 thì vẫn chưa ngon. Nếu mà đánh ở 7 thì phải thêm một con, ví dụ con God ở vua lên được 2 sao nữa thì mới chơi nổi. Cái hàng tăng nó hơi yếu. Ui, cả này thua nhỉ? Đấy. Nó chắc là không đâu. Ác mộng đủ thời gian gây đam. Đó. Sợ thật. Thái to ấy, thái to ấy. Rồi, vẫn thắng. Ra 15 rồi mà mới có 10 tiền. Thể. Ok. Lao sau có thể up lên 8 được ấy. Up lên 8 thì cho 4 gót vào. 4 gót vào xong rồi kẹp thêm 2 con 2 sao ở phía trên thôi. Tức là coi như là vứt cái bộ Goblin Mech đi. Có thằng Echo đến chết luôn kìa anh em kìa. Dã man thật. Chuối cộng 10 luôn. Chưa có dấu hiệu dừng lại. Còn có 15 máu. Chơi cái gì nhỉ? Chơi sát thủ à? Sát thủ. Sát thủ fake ở Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ là mấy thằng kiểu đam mê cái bộ Witcher ấy. Nhưng mà Witcher bây giờ yếu rồi, bắt đầu chuyển sang là sát thủ kẹp với cả vô lời Witcher ạ. Thế bộ đấy nó cũng một thời nó cũng khá nổi ấy. Này vẫn chưa đủ tiền lên anh em ạ. Thực ra là bây giờ tôi có thể đổi đồ rồi nhưng mà tôi không đổi đâu anh em. Có một cái lý do là tôi không đổi là bởi vì trận này tôi ngó thấy là có thằng nó đang định chơi Witcher. Mà nếu mà bây giờ mà vứt đồ mana đi thì là toang ấy. Đồ mana là phải là full đồ mana. Nếu mà có Witcher ấy, chơi với cái bọn Witcher là phải full đồ mana mới chơi được ở giữa game. Late game mà có mấy cái đồ như là cái gì nhỉ? Cái xung kích với cả cái xích hoặc là cái vương miệng thì không sợ Witcher nữa, nhưng mà cái tầm mà giữa game ấy không có những cái món đồ đấy thì gặp Witcher sợ lắm. Cái bộ này này. Bộ này là gặp Witcher là full bàn luôn đấy. Đây rồi cái thằng này. Chuyển sang là chơi ơ nhưng mà đi rồi. Chưa kịp chuyển ạ, vậy thề. Ngáo thật sự. Gặp tôi luôn, đi luôn. Thậm chí là con hình như là con chưa đủ wizard. Rồi bây giờ cái tầm này thì sao nhỉ? Tầm này thì thiếu một con nữa đúng không? Con Warlock nữa. Nếu mà ra được một con Warlock cuối cùng của trong bộ 6 Warlock ấy là con Zipper ấy, thì chắc là tôi up 8 rồi tôi chơi 6 Warlock luôn. 6 Warlock 2 God thôi. Còn cái tầm này thì nó chưa ra thì tôi cũng không roll đâu. Tôi để dành tiền nó lên 9. Để dành tiền lên 9 rồi roll cái con ác mộng này lên 3 sao.
đội hình tương đối dày rồi đấy. Có hai con 2 sao phía trên. Mỗi cái tội là chấp đồ thôi anh em ạ, còn đội hình thì khá là ngon rồi. Beat à. Đấy, Witcher Beat đấy. Tí nữa chắc chắn nó sẽ là Witcher Beat rồi. Đấy, tầm này vẫn ăn được. Mà sau này thì không biết, sau này thì chắc là sẽ thua thằng đấy. Phải chuẩn bị một cái những cái đồ mà nó tăng mana nhanh ấy. Để khi mà chúng ta gặp Witcher chúng ta đỡ mất nhiều máu. Đấy. Không lấy những cái món đồ phòng thủ nhiều. Mặc dù cái bộ này lấy những cái món đồ phòng thủ thì nó mạnh hơn đấy. Trong cái trường hợp mà không có Witcher anh em ạ. Còn trong trường hợp mà có Witcher ở trong đội hình ấy, trong trận đấu ấy thì lấy những cái đồ tăng mana và những cái đồ mà gây đam mạnh ấy thì nó sẽ khỏe hiệu quả hơn. Nó sẽ đỡ mất máu hơn. Cho đến khi mà bộ này nó ra được những cái món đồ trấn phái và những cái món đồ cam. Cái bộ này nó hoàn toàn là không sợ Witcher Beat. Witcher Beat ở giai đoạn late game anh em nhá. Bộ này đánh là siêu late. Giữa game nó mới bị đuối thôi. Còn càng về late game ấy thì cái bộ này nó càng mạnh. Late game là không có bộ nào ăn được cái bộ Warlock đâu, tôi khẳng định với anh em luôn. Trong cái meta bây giờ ấy, mặc dù cái bộ Warlock nó xuống hố thật, nhưng mà nó chưa xuống hố hẳn. Cái hiệu ứng hồi máu, cái hiệu ứng thấp thu máu ấy nó vẫn còn. Mà cái hiệu ứng đấy là cái hiệu ứng mạnh nhất ở trong game. Đấy, mạnh cực kỳ luôn. Chấp cả cái bộ gọi là mạnh nhất bây giờ là cái bộ Kira kẹp cáo ấy. Kira kẹp cáo rồi Kira kẹp máy bay các thứ, kẹp beat ấy, thì không là gì cả so với cái bộ Warlock ở giai đoạn siêu late game. Đấy. Máu càng nhiều ấy, Kira máu nhiều mà đúng không? Máu càng nhiều thì Warlock nó càng mạnh. Bộ này là chuyên counter ở mấy cái con Kira luôn. Tất nhiên là nó chỉ mạnh khi mà chúng ta sống được đến siêu late game. Tức là đến cái lúc mà late game rồi ấy, thì chẳng cái bộ nào nó ăn được. Đấy, còn nếu mà không sống đến late game ấy thì nó gặp rất nhiều những cái khó khăn. Khi mà rất là sợ Beat này, rất là sợ Witcher này. Đấy, Witcher rất sợ luôn. Nếu mà cái con này nó không đủ đồ tăng mana thì nó sẽ không thể tung trưởng được luôn. Nó chưa kịp tung trưởng thì đội hình đã bay màu. Ơ, vớ vẩn, thua đâu này không? Không. Làm gì mất chuỗi nhanh thế được. Ok, vẫn chưa anh em ạ. Đang chấp đồ nên là đánh nó cũng hơi sợ. Mà thôi rồi, có chuỗi được sau round 19 là ngon rồi. Ok. Lên 9 dần dần thôi. Lên 9 phát là xả tiền round sau ấy là chắc chắn là sẽ phải tìm được là 6 lock anh em nhá. Sau round 20 rồi. Và chúng ta sẽ mất chuỗi bất cứ lúc nào khi mà chúng ta gặp cái bộ Beat kết hợp với Witcher đấy. Cái đoạn đấy là cái đoạn mà chúng ta chưa có những cái món đồ xịn sò. Món đồ cam xịn thì rất dễ là mất chuỗi. Chỗ này sẽ có Witcher. Hai người chơi God Warlock, sẽ có một người nữa chơi God Warlock, một người chơi Beat. Chỉ Clive không quan tâm nha anh em nhá. Cái bộ đấy quá yếu rồi. Meta này không ai chơi cả. Thay đổi rất là nhiều nhưng mà vẫn không ai chơi. Tôi nghĩ là phải bắp nữa. Bắp liên tục ba cái update nhưng mà vẫn không ai chơi. Là hiểu là cái bộ đấy nó có vấn đề lắm rồi. Đó. Úi dồi, đây rồi. Hay quá nhờ. Sao? Đủ bộ nhá. Rồi, cấm đánh là đương nhiên rồi. Sẽ không lấy những cái món đồ giáp làm gì cả. Đấy, vẫn đang chấp đồ anh em ạ. Dã man. Vẫn đang chấp đồ địch luôn. Vẫn có cái món lùn là chưa sử dụng được tí nào. Không có cái tác dụng gì hết. Cái tầm này có thể mất chuỗi bất cứ lúc nào đấy anh em ạ. Thằng này ăn được không? Này ăn được. Vô tư chơi đỏ à? Đỏ chắc chắn là ăn được rồi. Bây giờ sợ nhất là gặp thằng Khang Lê ấy. Thằng Khang Lê khả năng thua.
Rồi, cái bộ này thì chắc là sẽ Hyperon đánh ở level 9 thôi. Không 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 lên 10 nha anh em nhá. Tôi sẽ chỉ lên 10 khi mà nó ra được con Khan này, tôi kẹp thêm cọc vào thôi để đánh với cái nhà Witcher. Còn chắc là tôi sẽ đánh ở level 9. Đánh ở level 9 để kiếm ác mộng 3. Nếu mà không có con ác mộng 3 thì lên game đuổi lắm. Trận này là nếu mà muốn đánh solo với cái nhà beat kẹp với Witcher ấy, là phải lên được ác mộng 3 nha anh em nhá. Chứ còn gì cấp lên ấy thì nó chỉ thỏa mãn được cái sức mạnh ở cái thời điểm này thôi. Nhưng mà late game là top 2 đấy. Nếu mà không lên được ác mộng 3 chắc chắn là top 2. Cái nhà kia họ cũng chỉ chơi ở level 9 thôi, chứ họ không cần lên 10. Mình cũng thế, mình đánh 9 con thôi anh em ạ. Đây rồi, đây cũng là God Warlock này. Nhưng mà thằng này nó chưa lên được 9. Chưa lên được 9 thì nó sẽ chưa có 6 Warlock, nó sẽ chỉ có là 4 Warlock thôi. Và chúng ta đương nhiên là sẽ ăn được rồi. Rồi. Velom nhỉ. Velom thay cho con sâu ấy. Tí nữa mà chả may mà chúng ta không chơi được cái bộ Witcher ấy, có thể dồn cho cái con Velom làm co cũng được anh em ạ. Dồn đồ cho Velom làm co đấm được. Miễn làm sao có đồ cho nó là được. Nên game mà nó hay có cái búa xét ấy với cả cái cướp điên ấy, nếu mà có hai món đấy thì dồn đồ cho con Velom cũng ngon nha anh em nhá. Cũng ngon. Sau đó thì không chơi God nữa mà chúng ta sẽ chuyển qua là 4 Glacier, 6 Warlock. Đấy. Cái bộ đấy thì vẫn chơi được. Hoặc là 6 Glacier luôn. 6 Glacier kết hợp với cả 4 Warlock. Nó chuyển qua chuyển lại hai bộ đấy nó dễ lắm. Ăn được không? Tôi nghĩ là vẫn ăn được đấy. Rồi, gặp cái đối thủ sợ nhất thì chúng ta ăn được không? Giờ Kron ở cái level này thôi anh em ạ. Trận này xanh có khi tôi sẽ lui tiếp cái con Shadow lên 3 sao nhá anh em nhá. Trận này xanh mà. Trận này tôi rất xanh luôn. Giao 24 rồi vẫn chưa mất chuỗi. Bình thường là nếu mà ra được cái con Shadow lên được 2 sao là vứt đi ấy. Là không lấy ở trong cửa hàng mở rộng nữa. Nhưng mà trận này nó khác anh em ạ. Trận này xanh. Xanh nuôi 3 sao luôn cho khỏe. Cửa lai kẹp với cả mết này. Đánh ở level 9 rồi đấy. Nhưng mà vẫn xuống hố thôi. Bộ này bây giờ đuối lắm rồi. Có mạnh gì đâu. Đấy, anh em thấy kìa. Rớt, ui rồi, quá tuyệt vời. được. Con này tiềm năng đấy. Tiềm năng là lên được 3 sao. Bán con God of War đi nhá. Tí có Khan thay rồi. Sau này chúng ta sẽ rèn được cái món đồ đầu tiên chúng ta rèn được. Để xem là rèn cam hay rèn tím đây. Khả năng là rèn cam. Búa xét này. Chả cần. Ok. Trận này nuôi thêm cả con Doctor nữa anh em nhé. Có cần cái quả cầu không? Không cần. Trận này vứt cầu vực thảm luôn. Đồ cam luôn anh em nhé. Được rồi. À ui rồi, quá tuyệt vời. Thế thì cũng không sợ Witcher nữa đâu. Có cái món đồ này là chắc chắn là tung được trưởng à. Hay quá nhỉ, vớ vẩn 100% máu hết game không? À không, 93 máu.
Nhưng mà khả năng là nếu mà cứ suôn sẻ như này thì dễ lắm. Ác mộng thì cũng chỉ còn có 4 con nữa thôi là lên được 3 sao. Nhưng mà đối thủ đã ra là con Fallen lên được 3 sao rồi. Glacier à? 6 Glacier à? Ôi à, càng ấy. À chưa, 6 Glacier để đấm này. Đấm Warlock này. Chết rồi. Vớ vẩn ra lại thua không? Ơ không, vẫn chưa thua. Ờ chưa thua, vẫn ăn được này. Khỏe rồi anh em ạ, có vương miệng khỏe rồi. Với quan trọng hơn là tôi có cái cấm đánh Dark Spirit. Hay. Ok. Trận này còn ra cả đát nhá, ra cả đát nữa là ngon lắm ấy. Chính ra nhá, trận này chơi God Warlock nó cũng mạnh cơ. Có đát, đát là con 5 đô này, con rớt con khan. Đấy, rất nhiều con 5 đô mạnh. Được. Chơi God Warlock nó cũng phải 9-10 điểm ấy. Mặc dù là bây giờ là cũng bộ này nó cũng sùng hố rồi nhưng mà vẫn chơi được. Nếu mà chúng ta được độ. Ok bạn ơi, chơi gì đấy? Kèm gì đấy? 6 cá fake ạ. Ê à. À không phải. Đúng không? 6 cá fake. Không phải không? Đúng rồi. Không phải 6 cá fake mà 6 cá riu luôn. Thằng ấy chơi 6 cá riu. Nhưng mà cái bộ Warlock này nó đâu có sợ 6 cá đâu. Định kết hợp 6 cá với con Light Spirit ấy. Gây đam khống chế. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà như thế thì thà là chơi chơi Spirit ngon hơn. Chơi Spirit xong rồi kẹp vào con Tesu thôi là đủ rồi. Kết hợp với cả cái bộ đấy ngon đấy. Kết hợp với Mết nữa. Mết Spirit. Kết hợp với Tesulami và kết hợp với cả God. Đánh được ở level 9 là ngon rồi. Beat này. Nhưng bây giờ có sợ beat nữa đâu mà. Tầm này không sợ rồi. Cắt chuỗi luôn. Không nói nhiều. Tầm này chấp cả beat Kira luôn. Full đồ cho cáo cũng chả sợ đâu. Đấy anh em thấy không? Khỏe rồi. Càng kéo về late game thì cái bộ này nó càng mạnh. Tất nhiên là trong beta này thôi, chứ còn sau update thì không dám nói điều gì nhá anh em nhá. Sau update thì thôi tôi nghĩ là anh em đừng có chơi. Đọc xong đã thấy là coi như là phế toàn tập. Cái gì mà không bỏ cái hấp thụ máu á, thì God Warlock bỏ luôn cái hấp thụ máu ấy, của đối thủ ấy. Tức là không, bây giờ không hấp thụ máu của đối thủ nữa, không trừ cái lượng máu của tối đa của đối thủ nữa. Đấy, chỉ có cái hiệu ứng 30% hút máu thôi. Trời ơi, 6 Warlock 30% hút máu á. Còn cái hiệu ứng mà thêm ấy, mà thay đổi ấy, nó chính là gì? Là khi mà các cái con Warlock ở trên bàn cờ của chúng ta nó bị chết ấy, thì nó sẽ hồi máu cho cái con Warlock còn sống sót. Đấy, nó lại như thế cơ anh em ạ. Và cái lượng hồi máu ấy, nó sẽ bằng là 60% cái lượng máu của cái con đấy. Nhưng mà nó lại không hồi máu cho cái con co đâu anh em. Mà nó hồi máu cho cái con thấp nhất ấy, cái con máu thấp nhất còn tồn tại ở trên bàn cờ. Ôi mẹ ơi, đọc như thế đã thấy là chán rồi. Bộ này có như là xuống hố luôn. Ơ khan thì nó lại tuyệt vời luôn anh em ơi. Rồi lên 10 à. Ác mộng chưa lên được 3 sao thì chắc là cũng chưa lên 10 đâu. Nó cứ tạm như thế thôi. Run bằng được con ác mộng lên 3 sao đã anh em ạ. Sau round này chúng ta có thể đổi thêm được một món đồ cam nữa luôn. Hai món đồ cam. Bộ này nói chung là món đồ tím thì nó cũng sẽ có cái giáp xoay này. Nó sẽ có cái xích hoặc là cái giáp trừ tà. Rất là ngon. Đồ tím ngoài những cái món đồ này ra còn thêm cả cái bình minh. Đấy, cái búa bình minh cũng có thể chơi được.
Còn đồ cam thì có gì? Đồ cam thì gần như là dùng được hết. Trừ cái cướp điên, có lẽ chỉ có cái cướp điên là không dùng được thôi. Ok, rồi luôn tiếp. Rồi, một con ác mộng thôi. Một ác mộng thôi. Rồi. BKB luôn. Món này ngon. Món này nói chung là có thể là chống lại cái việc là bị khống chế. Thế thì từ từ đã, chưa cần phải đổi. Các cái món đang có là những cái món có thể dùng được hết. Chưa có cái món nào mà phế vứt đi cả. Rồi, cố lên nào. Xem là có giữ được cái chuỗi này không. Thực ra cái việc mất chuỗi thì tôi nghĩ là cũng sẽ sớm mất thôi. Chưa gặp cái thằng Khang Lê đó. Khang Lê nó lên được 10 rồi. 6 Glacier mà kẹp được vào cái con Fallen Witcher lên 3 sao ấy thì chắc là không ăn được đâu. Bộ này nó sợ 6 Glacier đó. Đấy. Ui, có cả BKB luôn ạ. Ui, ngoài cái BKB ra có cái RO nữa. Thế thôi, thôi. Chịu. Thôi giết được con nào hai con đấy đi. Mất chuối cho Khang Lê ngựa kinh. Thằng này nó đấm mất tôi đấy. Căng thật. Đổi đồ nhá. Đổi đồ cam. Tầm này cứ đổi hết ra đồ cam luôn. Ok chưa? Rồi. Khiên thiên thể đi. Trong cái trường hợp này thì giáp xương nó chả có cái tác dụng gì. Rồi, luôn tiếp nào. Ác mộng ơi, ra đi. À đấy không? Rồi. Được đấy. Nên quả trứng quá ok luôn. Rồi, lên được 10 rồi, kẹp cọc vào là đánh được Witcher đó. Rồi, beat thì kẹp Doom này. Căng thẳng đấy bạn ơi. Căng thẳng đấy, nhưng mà cái tầm này đâu có sợ đâu. Tầm này Warlock là không sợ cái bọn này nữa rồi. Hết Doom đánh tiếp, có gì đâu. Rồi, bây giờ làm nào. Beat thì không có cửa. Late game rồi anh em ạ. Late game không có bộ nào counter được bộ này hết. Chỉ có cái bộ này counter lại cái bộ khác thôi. Xong chưa? Bây giờ Witcher sang đây test thử phát nào. Vẫn còn cầm đánh này, xong rồi còn kẹp thêm cả cọc nữa. Tôi nghĩ là sẽ như này ngon hơn này. Đấy, đứng ở đây. Đứng đây an toàn luôn. Không bao giờ sợ là cái con Tabu Witcher nó bớ vào mặt. Bớ linh xuống dễ bị con Tabu Witcher nó kề ở đít ấy. Xong nó bơm mana ở chúng ta ấy. Nhưng mà để ở đây thì chắc chắn là thoát được. Đứng ở cạnh cọc mà. Đứng cạnh cọc nó không bao giờ là chém được vào người luôn. Ok. Đó. Chắc chắn là tung một trưởng. Đấy, bây giờ ăn hộ cái. Ăn hộ. Ui dồi ôi anh em ơi. Xong rồi đấy. Giờ làm quả đồ cam nữa không? Chả cần cấm đánh không? Tầm này bây giờ vứt cấm đánh, vứt... thậm chí là chúng ta vứt luôn cả cái huyết trượng cũng được. Nếu mà đổi được đồ cam, lấy cái búa xét là xong. Chắc chắn là ăn được bọn này. Đấy, bạn cũng mạnh đấy. Bạn lên được 3 sao ấy. Glacier, 6 Glacier đấy. Hôm trước có một cái trận đấu mà tôi chơi con ác mộng bất tử. Nó đánh với cả cái nhà chơi gì nhỉ, chơi gấu ấy. Xong có anh em bảo là chuyển sang Witcher. Witcher gấu ăn được. Ăn kiểu gì? Witcher Glacier mạnh như này không ăn được. Witcher gấu ăn cái kiểu gì đó. Nó hòa tôi bởi vì nó có cái gót ấy. Trận trước ấy. Cái trận đấu mà dài nhất trong lịch sử auto chess, không tính cái trận năm xưa, năm nào.
cái trận đấy nó không, nó hòa được tôi là bởi vì làm sao, là bởi vì là nó khống chế được anh em ạ. Chứ còn bây giờ mà bỏ gót đi là thua ngay. Chỉ cần bỏ gót đi thôi là thua ngay, chứ đừng có nói là kẹp Witcher vào ăn. Witcher đầy cái bộ 6 Glacier nhân đồ lên, coi như là con Fallen Witcher 3 sao có RO rồi, nó nhân đồ lên tới lại x5 lần rồi mà nó vẫn còn thua tôi, thì anh em phải hiểu là cái bộ này late game nó không có ngán bất cứ một cái bộ nào đâu anh em. Witcher không ngán mà Beat cũng không ngán. Không bao giờ ngán với cái bộ đấy cả. Đấy, còn cái tầm này chấp 10 con Doom luôn. Beat thì kẹp Doom thoải mái luôn. Không sợ nữa rồi, tầm này là bất tử rồi anh em ạ. Đồ đạc các thứ như này là không bao giờ chết. Kể cả có bị Doom không tung được trưởng thì vẫn coi như là sống được luôn. Rơi lắm cấm đánh thật đấy. Đấy, đấy, bây giờ có cái món đồ này thì bạn đỡ kiểu gì. Cực mạnh luôn. Thậm chí là chưa thèm đổi thêm một cái món đồ cam nữa luôn. Bây giờ đổi đồ cam thì vứt cái gì đi? Hay là vứt hết mấy cái món đồ mấy cấm đánh đi nhỉ? Ok. Rồi. À, bất diệt nữa thì thôi xong rồi. Thế thì đỡ làm sao? Hai cái mạng ở đây. Ác mộng hai mạng. Fallen Witcher 5 mạng à? 5 mạng. 5 mạng thì cũng sợ đấy, BKB các thứ cũng nghe chừng là cũng ghê gớm ấy. Rồi bây giờ làm nào đấy. Trông bạn có giống là ăn được không? Chưa thấy có cái cửa gì ăn được luôn ấy. Thậm chí còn lọt 4 con rồi anh em ạ. Lọt tận 4 con. Trận này có lên nuôi thêm con Velomancer lên được 3 sao nhỉ. Mình là người có tiền anh em. Tầm này. Bây giờ đối thủ chỉ có xả hết tiền và kiếm thêm 3 sao thôi. Để Fallen Witcher nó có nhiều 3 sao để nó đấm thôi, chứ còn tầm này thì nó thua là vẫn là thua thôi. Ok rồi. Ăn nổi không? Chồng vẫn không giống ăn nổi anh em ạ. Mặc dù là 6 Glacier rồi đấy, nhưng mà vẫn thua và thậm chí còn lọt nhiều hơn sau mỗi round. Ôi đau sau vớ vẩn nó thua này. Ôi mẹ ơi, vẫn chưa lên được bọn này lên 3 sao. Ôi xả hết tiền luôn anh em ạ. Đau này vớ vẩn là nó thua đấy. Nó đi luôn. Đây rồi. Mạnh quá xá luôn rồi. Rồi bây giờ chỉ thủ tục thôi anh em ạ. Thắng rồi. Có một chút thay đổi. Đấy là nó lấy lấy cái con ác mộng, nó bắt cái con doctor của tôi. Khốn á. Mà vẫn thua thôi. 8 máu. Ok. Chưa đi. Một round nữa. Cũng tốt, để tôi roll thêm một con 3 sao nữa nào. Đó. Đá split này. Thôi bán này đi. Roll tiếp. Zert. Đát 2. À. Rồi. Quá ngon. Xong rồi đó. Ấy, tí nữa thì bị bắt con ác mộng. Dùng ảo ảnh nó swap con ác mộng của tôi ra.
Nhưng mà nói thật với anh em là con ác mộng này là có bị bắt thì nó cũng không thua đâu. Đang này còn có một máu nữa mà. Lọt một con là chết. Ôi sao à? Lọt nhiều luôn. Ok chưa? Ai bảo phế? Ai bảo Warlock phế? Cứ sống đến late game thì biết thằng nào phế ngay. Đúng không anh em? Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi chơi cái bộ Saman đúng kiểu ngáo đá luôn anh em ạ. Ngáo thật đấy anh em. Đấy, ngáo như nào thì mời anh em xem clip bên trái nhá anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ Warlock nó đấm nhau thì nó nâu lên cái cỡ như nào anh em nhá. Trận đấu dài nhất trong lịch sử Auto Chess. Một cái trận đấu mà kéo dài mãi mãi. Nếu mà tôi không dừng lại. Rồi, ok anh em. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.